Đây rồi, kiểu ông này chiếm hết spotlight của ông vừa rồi. Ông vừa rồi đã thấy đỉnh rồi, còn lý do thời S3 ông này kiểu trời trội. Wow, loa Bluetooth, tích hợp đồng hồ báo thức Alicia, còn có cả ô che mưa, áo khoác gió, ba lô và châm cài quyền trượng Alicia, chủ đề hơi trường hợp human. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Ok, tiệc trà dị giới à? Đâu đợi chút để mình cài lại cái đồ họa đã. Ok, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nick của bạn là cái gì? The Ralph Nin. Ok, bạn này thì level 80 rồi và bạn này thì lên đầu được 190 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 18 tháng 9 năm 2022. Bạn này thì có là BP luôn. Bạn này thì chúng ta được gặp rất là nhiều newbie. Rất là nhiều newbie đâu. Rồi, từ Ok, để xem là newbie này thì có nạp đến lock 6 rồi. 10 à 8 8.000 7 8.000 là gần 3 triệu. 3 triệu 100 100 mấy ngày, vậy là bạn này mới chơi được có một vài version thôi. Ok, để chúng ta xem là bạn ấy đã rank ra bao nhiêu Valkyra rank S rồi và những Valkyra nào mà bạn ấy đã nuôi và có đồ nhá. Ở đây thì đầu tiên thì bạn ấy có Lý Thú Thường. Lý Thú Thường thì bạn ấy đã có nuôi lên mức rank 2S này, hơi chờ human này, hơi chờ Origin thì lấy Free này, hơi chờ Thunder cũng lấy Free này, Final Duty và mắm lửa. Rồi còn Valkyra rank S nào nữa không? Ok, hết rồi. Bạn này thì cũng là newbie thôi, bạn ấy có round được à, bạn ấy có cả Mobius luôn. Vậy là bạn ấy đã có 1 2 3 4 4 Valkyra rank S 199 mấy ngày. Ok, chúng ta sẽ show đầu tiên thì là bé mèo của bạn này đang cầm cây Nine Eye với lại full set Patest. Ủa lộn. Bạn này không có Patest nên là bạn ấy đang lắp cái set Genier support băng này. AI thì bạn ấy cũng có cày lên mức 2S rồi và có cây trần level 50 và full set AI full gear. AI full gear thì đương nhiên là support lửa sẽ rất là mạnh, nhưng mà ở đây thì mình không có thấy sự xuất hiện của hơi chụp chút. Vậy thì bạn ấy đang thiếu một nhân vật support lửa điện. Hơi thọt nha. Lý Tú Tường rank SS3 rồi. Trấn level 50 với lại full set thần châu Úc Kiếm SS3, vậy là bạn ấy đã sắp lên được mức rank SSS mọi người ạ. Một newbie mới chơi được có 190 ngày mà có một Valkyra rank S0 đã SS3 rồi. The hell? Bạn ấy cày chắc chắn là bạn ấy không thể nào cày nhanh được như thế, chắc chắn là bạn ấy sẽ phải gacha rồi. Vì là bạn ấy đã đầu tư vào cho Lý Tố Thường rất là nhiều. Nghe thật, ADS3 support băng cướp gọi là đỉnh job luôn. Với là bạn ấy cũng có hơi chơi human rồi. Đây là ADS thì bạn ấy cây Echo Paradise thì bạn ấy chưa có, nên là bạn ấy đang lắp full set handler không có chấn. Thôi thì chúc bạn là sớm lệch được ra cây chấn nhé. Địa vang với đêm với lại full set Quang Nhân Di. Bây giờ với lại cũng kiểu thiếu chấn mà ron chấn thì kiểu gì nó cũng ít khả năng là nó sẽ ra chấn luôn, mà nó kiểu gì nó cũng lệch ra vết thánh. Nhưng mà xem cái chất handler này thì chỉ nên lắp một set thôi, nó sẽ chỉ có hiệu ứng một lần thôi. Chứ không ai cầm kiểu như là một team hai set handler cả. Điều vấn đề với lại full set quan chi cái này thì mình cũng nghi là khả năng cao là bạn ấy lệch full gear. Thôi thì có ADN full này, có fit full này, cầm với lại Mobius thì khá là chuẩn. Đây sót level 50, top boss Lanius thiếu mid, nên là bạn đến là đang lắp tạm mid May Bikini 3/4. Ok, cũng chúng chúc bạn là sớm full gear cho Mobius đi. Đây là một nhân vật DPS điện khá là mạnh này. Kiếp Ego và full cho Alicia Pristine. Đây là Valkyra thứ 1, 2, 3, 4. Đây là Valkyra 4 của bạn ấy full gear. Hơi trừ khi mình thì do là bạn ấy cũng có đầu tư cho Lý Tố Thường full gear SS3, nên là sẽ kèm theo cả hơi trừ khi mình luôn ở phiên bản hồi đấy là phiên bản 6 mấy, mọi người 6.0 hay sao ấy, đúng không? Quả bây giờ mới đang là phiên bản 6.3 rồi mà. Quả tháng mọi người xong gần đây vậy nha. 6.4 là hơi chờ này, 6.3 là hơi chờ này, 6.2 là AI đúng không? 6.1, 6.0, 5.9. 5.9 là VinV. 6.0 là hơi chờ human, 6.1 là Lý Tố Thường, 6.2 là AI,
6.3 là hơi chụp trước. Ui, vậy là mới gần đây thôi ấy. Bây giờ mình cứ tưởng là lâu lắm rồi cơ. Mới thôi mọi người, cứ cách đây có một vài version thôi mà mình cứ tưởng là đã từ lâu lắm rồi cơ. Hơi chụp cho mình là tiểu thư F Hồng. Đây là hơi chụp ở Origin. Origin thì là một nhân vật khá là dễ full gear, gần như là một Bakura quốc dân rồi. Hơi chụp Thunder, trọng từ bạo trả. Bạn này cũng chưa có cây 7 Thunder ở Retribution. Ở đây thì bạn ấy gì đây? Lửa. Finality của bạn này thì có Phu Thiết Kiana Kaslana và có cả cây trời luôn. Vậy là bạn này, nhưng mà bạn ấy chưa có hơi chụp Church. Thì, thế thì team lửa của bạn này cũng chưa ổn lắm đâu. Hơi chụp Flame Gen của bạn này thì cầm chúa rực lửa nhưng mà không có Murata Himiko. Cũng chưa có cái set leo. Grazer thì bạn ấy cũng có cây lên rank 2S rồi. Full set Broken Sword. Có khả năng cao là bạn này đã là grade được full gear. Nhưng mà rất tiếc là không có Elysia Cha, cũng không có Kazene luôn. Grisel mà cầm cái set này mình cũng chẳng biết. À, cái này nó là trong hình thái hơi chờ thôi. Không ổn luôn nha. Karum Tupper. Ok, FR. Còn lại thì bạn ấy, những nhân vật còn lại thì bạn không có nuôi. Hatsumuni thì cũng chỉ lấy về thôi nhưng mà cũng không có đồ. Về khoản sắp team thì mình thấy team lửa của bạn ấy có support, có DPS. Nhưng mà không có hơi chụp trước. Dễ trời. Nếu như bạn ấy chưa có hơi chụp trước thì bạn ấy sẽ phải cầm bé mèo này, AI và cầm theo bé này nhá. Ok, thì cũng được, bởi vì mèo của bạn này thì cầm Tigenier, còn nếu không thì cầm Axolotl. Team băng thì bạn này cũng có mèo nè. Ok, mèo này thì đối thường với lại hơi chụp human. Ok, team băng của bạn này rất là ngon rồi, bởi vì là lý đối thường SS3 hơi chụp human full gear. Team vật lý thì bạn này chưa có hơi chụp siêu tuyệt. Ok, team vật lý thì chưa có gì cả. Và cuối cùng là team điện. Team điện thì bạn ấy cũng chưa có hơi chụp trước. Nhưng mà được cái là bạn ấy có ADN full header với lại feature cũng full gear luôn. Và bạn ấy sẽ cầm Origin làm DPS. Đấy, tổng quan thì 4 team của bạn ấy như thế. Trận chiến thì bạn ấy có run được ra F Elysia hay sao? Kho vũ khí thì cũng chưa có nhiều, bởi vì bạn này thì cũng newbie thôi. Và bạn ấy đang để dành được 12.000 pha lê. Rất là nhiều pha lê sắp tới ở phiên bản 6.5. Không biết là bạn ấy có định run gì tối thường không. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 4.29%, đang ở khu cao level 70 đến level 88. Tiêu diệt trầm linh thì bạn ấy đánh được 30.880 điểm. Thủ trí dương hoạt đấu 30.773 điểm. Và hư thụ thần cốt chủ nghĩa tồn tại 36.864. Và đang ở vực điểm lượng từ data sen đỏ. Ok, team băng của bạn này thì quá là on rồi. Chỉ cần có lý tối thường. Sắp tới là bạn ấy còn có lý tối thường 3S luôn đấy mọi người. Đỉnh cao, với là bạn ấy thì cũng có đạp PP, ok, và cũng có đạp. Và chưa có đột phá các bạn. Nick này thì team điện, nói chung là mình nghĩ là bạn ấy run về hơi chờ trước full gear. Lâu là mình nghĩ là đột phá các bạn được rồi. Và run thêm một vài Vakura DPS. Hoặc là sắp tới nếu như mà có nhân vật support nào thì phải ôn in nhân vật đấy nha mọi người. Cứ ra support là mọi người cứ run full gear cho mình. Kiểu gì nick của mọi người sẽ lên hương rất là nhiều. DPS thì mọi người có thể lắp mũi chấn không, và sau đó thì lắp mấy cái set trong shop và tự hư cảnh cũng được. Nhưng mà support thì lắp set FIP nó không ổn đâu. Ok. Xin chào các bạn. Nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm, muốn mua hoặc nhận lại game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, mình đã quay trở lại với nick thứ hai. Nick này thì của Alicia. Có nick này là Alicia. Hành trình dị giới. Khá là nhiều video mới nhỉ mà mình chưa có xem ấy mọi người. Ok, bạn này thì level 88 rồi. Và chúng ta sẽ xem là bạn này thì lên tàu được 384 ngày. Vậy là bạn này đã chơi được hơn một năm. Và bạn ấy quyết định là đột phá siêu bạn luôn. Ok, để xem là ở đây thì bạn ấy cũng có đang tích được 14.000 pha lê rồi. 14.000 pha lê là tương đương với lại 50 nháy. Rất là nhiều nhá. Ôi trời ơi. 319.234 pha lê. Eo thật sự cái số pha lê này nó tương đương với lại 2 Vakura rank S. Ron mà kiểu rank S0 giống như kiểu là Finality hoặc là Origin. Mà người Ron từ S0 lên SS full gear luôn đấy mọi người. 319.000, vậy là bạn này nạp 30 chia 3 là 100 triệu hả? 100 triệu hả? Phải không mọi người? 30.000 pha lê chia 3 là 10, là 10 triệu. Vậy là 319, vậy hơn 100 triệu. Ui. Mà chơi mới chơi có 1 năm thôi.
Vậy là bạn này nếu chơi chơi 5 năm là 500 triệu. Vãi cả linh hồn thật. Ui. Trời ơi. Trời ơi mọi người ơi, lâu lắm rồi chúng ta mới được nhìn thấy một con girl chúa. Ok, ở đây thì bạn ấy đâu để mình xem là chúa thần. Bạn này thì kiểu là chơi game 1 năm thì chắc là cũng đủ kiểu của chúa thần hơi ít nhá. Thật sự là chúa thần của bạn này hơi ít. Mình thì mình cũng không biết là do là bạn này không có chưa có mở khóa. Vậy là bạn này chưa có hắc uyên cũng không có cả cây vực tối luôn. Mình nghĩ là chìa khóa thần là một trong cái cây thành giá cherry này thì bạn ấy có thể nếu như bạn xem được cái video này thì cái cây thành giá cherry này bạn ấy có thể rèn được nhá. Rèn sau đó bạn ấy đồng bộ. Đây đồng bộ level 1 là tấn công cộng 10. Cái chìa khóa thần này, nó xem cái này thì cũng chủ yếu là mọi người mình nghĩ là nên đồng bộ thôi. Khóa chi phối à cây thiên viên bạn ấy cũng chưa có. Đây mấy cái này thì hầu như là lấy free và bạn ấy cũng lấy hết rồi. Có cây kiếp diệt thì phải run nên là chưa có. Cái cây y địa song tinh này thì mình cũng chưa có. Aiden of Star cũng có rồi. Seven Thunder of Retribution cũng chưa có. Cái cây này cũng rèn đấy nha. Vậy là bạn ấy mình nghĩ là bạn ấy rèn thêm hai cái cây. Cái này thì không, mình không nhớ nó tên là cái gì nhưng mà đấy khi bạn ấy đồng bộ level 1 nữa. Vậy là chỉ có thần của bạn này sẽ cộng 38. Và chỉ có thần nếu như muốn lực tấn công của nhân vật cao hơn thì mình nghĩ là nên cày chỉ có thần. Chứ bây giờ nạp nhiều như thế này mà chỉ có thần không ổn thì cũng hơi thật sự rất là tiếc. Rồi thấy chưa? Phải đủ gì SS mọi người ạ. Ok, đâu chúng ta sẽ thử cứ mở mang nào tầm mắt dần dần. Đây rồi, theo kiểu ông này chiếm hết spotlight của ông vừa rồi. Ông vừa rồi đã thấy đỉnh rồi. Còn lý do thường S3 ông này kiểu chơi trội nạp trăm cổ ở đây luôn. Trở lên 165 với lại full set thần châu ước kiếm. Đây là Valkyra đầu tiên của bản này full gear. Và vẫn không quên là tạo thêm bộ skin cẩm tế, cẩm tuế ngọc đoàn. Đó, SSS luôn. Golden Diva. Ok, full set header rồi. SSS full gear, bé mèo chào cũng full luôn. Rất là nhiều Valkyra full gear nằm 100 triệu. Cho nên chắc chắn là rất là nhiều Valkyra full gear. Đúng quang Yada full set game. Đây là Hatsubuni. Hatsubuni thì là một Valkyra sub 1 băng. Và bạn ấy cũng full set the game rồi. Professor Bunny này. Hơi trưởng thương mình SS mọi người ạ. SS1 luôn. Thậm chí là bạn ấy còn thiếu đúng 12 mảnh nữa là bạn ấy lên được SS2. Đấy. Mặc dù là đã lên được một SS2 nhưng mà lực tấn công rất là thấp. Do là chiếu quá thần của bạn ấy không có nhiều. Mình nghĩ là bạn ấy nên sưu tầm chiếu quá thần đi. Thì lực tấn công của nhân sẽ tăng lên rất là khủng khiếp luôn. SS1 là có thể hơn 1.000 năm rồi nha. Kiếp Ego với lại full set Elysia Pristine. Hơi trưởng thương mình SS mọi người ạ. Hơi trưởng thương mình SS. Quá vô tồn. À, chưa có kiếm gãy hả? Bạn ấy không có lắp trường trang bị nên là mình cũng không biết là bạn ấy có kiếm gãy hay không. Chắc là chưa có, đây là bạn ấy đang lắp top ceiling thông qua Mid Katarina và boss Leo xanh. Hơi trở xem tiền support vật lý này. Hơi trở trước SS ạ. Full đồ luôn, kiểu thanh niên này không thích dừng lại ở S0 mọi người ạ. Hơi trở Risen Rank S1, Agent Star đang lắp full set West. Ok, bạn này có bộ skin Magic Girl Bororo. Các bộ skin này thì ở Anniversary phiên bản 5.2 nha. Tôi chủ bộ Origin SS. Chấn, level 15 với lại full Zero Raiden May. Tấn công có 1381. Tấn công hơi thấp do chiều của thần. Đấy, cũng có Finality SS. Ôi, 41 mảnh, bạn này thiếu 9 mảnh nữa là lên được SS1 luôn rồi. Thôi, chấn level 15 full set Kiana Kaslana. Chiêu team SS. Trời ơi, chiều hơi chờ của người ta. Các bọt. Đối với vực máu với lại bạn đến nó full set Ana. Ok, còn được cái là nick thì bạn ấy hơi khiêm tốn ở rank S0 thôi. Cũng có thể kế tiếp tới tiến cấp mà nhỉ. Đây, Ron cây 7 Thunder of Retribution đi bạn ơi. Cho lực tấn công lên 1.000 năm đi cho nó oai nào. Hết chưa? Ồ, nhưng mà AI thì bạn ấy không có nuôi. Thôi chắc là bạn ấy bỏ chiêu tiên mà cầm AI thì cũng là một nhân vật support lửa khá là ok. Nếu như vực búp cháy, nếu như không có AI thì cũng không biết là cầm chiêu tim. Nhưng mà chiêu tim của bạn này thì SS hết rồi. Chắc là ổn. Đánh được. Edicia vật lý. Bạn này cũng có vân mặc đơn tâm luôn. Nhưng mà bạn ấy không thèm nuôi luôn, vứt luôn. Ui, bạn ấy có mắm lửa luôn này. Mắm lửa không nuôi luôn. Chê nha. Ôi, lần đầu tiên gặp một thanh niên chê mắm lửa mọi người ạ. Có không dùng luôn. Đỉnh cao. Đây, đây có là một nhân vật Legret full gear, mọi người thấy không? Legret bạn ấy vứt luôn, không thèm dùng luôn.
ghê quá nhỉ. Đâu, về cái khoản xếp team thì đầu tiên thì bạn ấy có team băng cực đỉnh, team băng cực đã luôn. Tiếp theo là team lửa cũng có thể nói đây là chiêu hỗ trợ. Team lửa, team băng, team điện thì bạn ấy có Just Eat, bé này cũng full gear. Team điện thì chắc là bạn ấy sẽ cầm Origin, Apuria chưa có này, hỗ trợ Thunder với lại Mobius cũng chưa có luôn. Vì là bạn ấy chỉ còn mỗi team vật lý nữa thôi. Nạp 100 triệu vậy là bạn ấy đã đầu tư hết vào cho chiêu hỗ trợ rồi. Đây là team vật lý thì bạn ấy team vật lý thì bạn ấy cũng có hỗ trợ xem tiền, nhưng mà Grisel thì bạn ấy không có đồ. Tiếc ghê. Đấy, bạn ấy chỉ cần run full gear cho bé Grisel nữa là ổn này. Với là bạn ấy cũng đang thiếu một Vakura DPS vật lý. Chắc là bạn ấy chưa có đầu tư thôi. Sắp tới thì chắc chắn là sẽ được đầu tư thêm khoảng độ vài chục triệu để run một Vakura DPS mới. Có thể là Susanna hoặc là một số nhân vật nào đấy. Trận chiến thì bạn ấy có run được ra nhược thủy 2 sao này, F Elysia 2 sao và Kiana Castana 2 sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cây rất vàng. Ngoài ra God Key thì cũng không có quá là nhiều. Xếp thánh bạn ấy có một set full 2, 3, 4 thần châu ước kiếm, 5 Elysia, 6 Hender, 7 Pates, 8 Quang Yen Ji, 9 Zigania, 10 Ana, 11 11 West. Ok, 11 set full Tommy Jin Bondier. Bạn ấy thì bạn ấy nạp nhiều là chủ yếu là bạn ấy run hết hơi chờ trước này, hơi chờ Origin này, hơi chờ Fidelity này, xong rồi hơi chờ Sentient này, hơi chờ Human này, xong rồi run hơi chờ lưu thường nữa. Run một nhân vật rank S0 từ rank S0 lên SS thì tốn, thật sự mình khẳng định là rất là tốn luôn. Bạn ấy đã thấy lại còn rất là nhiều luôn. Và tuần trước thì bạn ấy xếp bạn, ôi bạn ấy không đánh cả mọi người. Cầm đúng chiều team. Đánh mỗi con hoa dọa xong thôi. 1825 cúp, 1825 cúp đứng thứ 7. Team điện mà này có Origin mà nhỉ. Sao bạn ấy không đánh? Chắc là kiểu nạp xong rồi để đấy luôn. Kiểu có tiền thích thì nạp thôi, chưa chắc là nạp vào để chơi. Trời ơi. Sợ thật đấy. Tự nhiên đùng một cái nạp trăm cổ ở đây. Ok, mọi người thấy thích của bạn này và bạn vừa rồi như thế nào thì hãy nhận xét xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại cho các video tiếp theo và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.